vỡ hội quy mô lớn hơn 40 tỷ đồng khiến hàng trăm người ở Đồng Nai điêu đứng. Đã có hơn 190 người trình báo thông tin cho chủ hội vay với số tiền lên đến hơn 40 tỷ đồng. Cụ thể, vào tối ngày 26 tháng 5, Công an huyện Thống Nhất Đồng Nai đã thông tin với báo Việt Nam Net rằng đơn vị đang điều tra xác minh làm rõ thông tin về một vụ vỡ hụi quy mô lên đến hàng chục tỷ đồng xảy ra ở xã Lộ 25, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Chủ hụi được xác định là bà NTTH 34 tuổi cùng chồng là TQH 36 tuổi. Hai vợ chồng bà H đã đứng ra tổ chức hội, huy động người dân chơi hụi theo ngày, tuần và tháng. Đến khoảng 13 giờ ngày 26 tháng 5, hàng trăm người đã tụ tập tại nhà của chủ hụi ở địa chỉ ấp 3, xã Lộ 25, huyện Thống Nhất để đòi nợ. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng của xã Lộ 25 đã cử người phối hợp với công an huyện xuống nhà chủ hội để nắm bắt tình hình, đồng thời đảm bảo trật tự, hướng dẫn người dân khai báo về vụ việc. Theo thống kê ban đầu, số lượng người đến ủy ban nhân dân xã Lộ 25 khai báo cho chủ hội vay tiền là hơn 190 người, số tiền mỗi người cho vay, người ít nhất 10 triệu đồng và người nhiều nhất là 4 tỷ đồng, tổng số tiền chủ hội vay là hơn 40 tỷ đồng. Hiện vụ việc vẫn đang được công an huyện thống nhất tiếp tục điều tra làm rõ. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ các video mới nhé.